Ai chị nuôi của Kim Phụng ở chị chơi vợ lúc nào mà là chị ai ha thiền chi bởi vậy tôi vô tôi thấy đẹp mà nét đẹp lạ luôn nè, tôi nghi nghi rồi ha. Vậy là mà lai ha, Kim Phụng tranh thủ cái thời gian để lai về cho kịp ngày mừng nhà mới của em nha cả nhà. Để không thôi không có chị thì em cũng buồn. Vậy chị ba về lúc mấy giờ? À, chị về vui không? Dạ. Vui hả? Ừ. Vậy cũng kịp cho chuẩn bị luôn ha. Lo cho em. Dạ. Dạ. Đó, đây là cái căn phòng của chim sâu nha mọi người. Lông với chim sâu nè. Nếu còn chở đồ đạc rồi vô nữa nha. Bây giờ là chưa kêu đây chị vậy? Đây có cái tủ không biết hả? Ngọc vào hả? Đâu phải đâu. Chị nuôi chim sâu từ Malaysia về trang điểm. Chị nuôi có chim sâu ha cả nhà, cũng tranh thủ thời gian để về chim sâu cho em mình. Hai vợ chồng ở Malaysia về. Dám anh cái anh đang làm bếp là chồng chị hả? Dạ dạ. Ừ, đập. Anh ơi em tới đặt bạn đây nè, đây cũng nhà hàng có mà nói thôi để em nấu món lạ cho em ăn. Ồ. Bán ở đầu bếp nhà hàng của Thái bả đó. Dạ hả? Dạ, anh mới về. Ồ, vậy là bữa nay thưởng thức được món Thái luôn rồi. Dự món Thái cả nhà. Hôm nay chim sữa chim sâu được trang điểm ở bên Malaysia về trang điểm nhé chim sâu. Ôi, tiếng luôn, đẹp luôn. Dạ hả? Nói chung là mình không có thân thích gì chứ ha. Vậy mà có khóc là ai dỗ là? Hả? Phụng dỗ hả? Tao dỗ ba nghe thử coi. Dỗ chị gà chị khóc kìa. Nín đi gì đó. nên đi chị ơi. Đây là chị nuôi của chim sâu chia sẻ nha cả nhà. Có cảm tình đặc biệt luôn ha. Kiếp trước thì chị của chim sâu là có duyên với chim sâu rồi. Ừ. Kiếp này bằng mọi cách em lấy cái thân mạng em em bảo vệ cho suốt đời này. Trời ơi, chị đã tuyên bố bảo vệ cho em suốt đời này. Quý. Một người xa lạ luôn, chỉ biết thương tuyệt đối luôn ha. Chỉ biết chim sâu từ lúc nào? Dạ. Biết chim sâu từ lúc nào? Biết từ lúc mà mấy anh quay trên mạng đó, mấy anh cho niềm tin gì đó, quay trên mạng mà hai đứa còn tóc dài mà chim sâu thì nó cười lắm. Còn ở căn nhà sàn đó, người ta ở nhà cũ á, đó là mấy em thấy thương rồi mấy anh. Nhà cũ là Hảo quay nè, xong rồi tới em quay nè, rồi mới cho mấy người này với chị Kim Hà là Thu Hà nè, chị Hà vô. Không phải là cấm cản anh em quay hết, tại vì em là chủ đất, em cũng có nhà, em vô nhà cho nên đang làm đây á, rồi anh em cũng đông quá như trên bổ kia ha, rồi trường hút tới chính quyền địa phương, tại vì em đăng ký cho em nó mới được. Mới về mình làm không phải chưa ổn định, mà tại vì không có trên mạng cái lời công khai được. Dạ, không có YouTube dạ. Mà cho nên không mọi người không hiểu nói chữ mắt em khóc hết mắt rồi. Có giờ hôm nay này cho quay thoải mái đi. Dạ, vậy là cái nhà này chị làm chị mua đất luôn ha. Dạ, đất quê em. Dạ, đất nhà luôn ha. Là có sao là đất chúng mình quạch đó, nhà nước bồi thường này không sao, còn không được. Em có bằng chứng đàng hoàng mà. Dạ. Ai nói là trên phương quạch mình để cái đống đá mà chưa cho nó cũng buồn á. Đất của mình mà ai cho nói gì cái gì nói chứ. Về nó. Dạ. Chứ đâu phải mà em làm cái gì đâu thì mà em nói là ví dụ sau này còn khúc này anh mà nhà nước có làm cầu tới thu hồi hết tiền đó anh nhắn tin cho em nói là không bao giờ nó sai, chứ anh em là chính mà em
cũng như cho nó gọi là của nó, dù ta có đền bù hay như thế nào cũng là của nó. Em sẽ mua một dãy chỗ khác cấp nhà cho tụi em đó, em của em một năm á, người lứa lứa cái rồi em sau cũng có một cái nữa. Ví dụ đi chỗ khác cái gì cái này thu rồi, thu hồi rồi đi chỗ khác em vẫn nguyện như là anh vậy đó, em vẫn rất tiếp tục tiếp cho chị sau, tại vì gấp quá nên học cái này từ làm tạm còn có chỗ ở đi, tại vì nó hôm á là bổ như long á có điện cho em cũng bên ngoài có điện rồi nói là có ốc đó, có ốc là dứt khoát không cho chị sơn nhà nữa. Mà bữa đó là cái nick Diễn Tân Hồng nó là quay cuối cùng nó là thấy mặt chị sơn là nó xanh trần lắm rồi, nó nằm ngoài đường á, chị ơi tối nay em ngủ ngoài chùm mã, nói em vậy đó, hỏi chùm mã ở đâu vậy, chùm mã tưởng là trước cửa nhà có ốc, đúng rồi, nó không có, em ngủ chùm mã của người ta, nó sao kỳ vậy, sao vậy, em nhờ nó hướng cầu trọ cho chị sơn cho em ngủ đi rồi chị gửi tiền trả cho, mà không thấy ai nói gì hết, rồi em mới nhờ chị nhờ chị đâu rồi. Lên giúp cho em đi. Giờ thấy em nó quá yếu rồi. Không tin mà mở lại cái lít Diễn Tân Thọ coi. Em mai Vĩnh Long cái là cũng chạy được 8 giờ tối. Thấy em quá lo lắng. Trong quán á, quán chị ơi, bây giờ tiền sao gửi em xài hết rồi. Nói em xài cái gì mà hết. Nói là em lo mua đồ này cho trong nhà hết rồi. Bây giờ em không còn tiền để trả cho sao nó đòi em mà không còn tiền. Bây giờ là em tính bán đồng hồ với nhẫn chị tặng đó. Em bán thì trả cho sau. Rồi em nói trời ơi, nói chung là cái điều đó mình tặng cho em mà em muốn bán thì hỏi chị thì em rất là nhiều, nhưng mà bán cái đó cũng không có đủ trả đâu, không đủ hết điều không đủ đây em ơi. Sao giờ thì rồi cái cô Út cũng mới giật máy điện thoại nó nữa, mẹ nó chuyện nhỏ nhỏ là cái đó là không biết nha, con nó xài trong nhà không biết, nó xài gì hết cho con không biết, trong nhà thì không có lấy tiền nó xài con không biết. Giờ nhưng mà cô là không cho không sao lên nhà nữa, không cho nữa, cuối cùng nó thì thôi thì út đó, nếu mà nói vậy thì con rước em đi sau Vĩnh Long cất nhà cho em nha, nói, con rước đâu rước vậy, vậy là con cho rước thì con đừng buồn nhau, con không có buồn đâu, mà con nói nha, con không đi ăn lại, đó là con sẽ đi về dẫn em về đây, con cất nhà cửa cho em đây, rồi quay lại ví dụ mà mẹ cha mẹ em cũng xuất hiện thì em cũng mời xuống tham gia nhà, thật là em cũng rất là kính nể cô bán nhà của em sao, tại vì em chưa có về nước được, em chưa có ra mặt để xấu gì chứ, rất là buồn, mọi người cứ lầm á, cứ nói em là tham lam hay lợi dụng rồi chứ, anh nghĩ thì mới đất này như tiền rồi, căn nhà này toàn của em hết, nếu mà có bạn thường quân nào gửi tiền về phụ, phụ trong cái nhà này một đồng nào nha, cái này của em chịu tội, toàn bộ là của chị hết á, toàn bộ của em hết, ví dụ mà có ai mà gửi đồng nào mà nói trong này nha, có giấy đi, em chịu tội, có chịu hết. Nhưng mà cũng như là cũng như cũng có xin phép với cô Út rồi ha, mà có chuyện gì mình đã có chứng cứ rồi ha, mình cũng có giam rồi ha, dạ tuyệt vời rồi. Là mẹ của em Phụng chưa xuất hiện mà em đâu biết, em trông mong cho người thân của em Phụng xuất hiện để mà cứu em Phụng, em trông mong hoài không thấy ai đâu, là em nhờ là chị Hà đi lên trên chợ gần cái An Long á, tại có người cũng vô bình luận nói tại sao mà không mua đất cái nhà trên chợ trên An Long để tới đây. Dạ xin thưa em có đàng hoàng để chị Hà lên trển, muốn cũng được mua cũng được ha, một cái đất ở đâu đó lúc đó chị Út không chịu, chị Hà có đi mướn giùm em, mướn ở cất nhà, em cất nhà cho chị Hà ở gần quê đang sau cho nó dễ, thì hỏi ai ở vậy thì nói cho em Phụng ở, cho chị Sao ở, thôi em không chị Sao ở, thôi tôi không cho mướn đâu, bán được không bán mướn còn không cho mướn nữa, quá đau lòng rồi, tại sao mà rất là chồng tới như đó rồi em cũng lo không có ai chồm nó mà sợ em đánh nữa, tại vì có nghe cô Tám nói là em Phụng này nè hay bị người ta đánh rất đầu mẻ chán khổ đau lòng, thì cũng nóng giận cũng đánh lợi người ta, cũng nói mà có nhà mình đứng hoài nè, tại vì đợt núi ha em có đi với Phụng nè, em Phụng đi ra không nhắc vào gai của người ta, thế người ta đang nhậu, ê có bún mày cứ mẹ mày vậy đó, ê cái người ta mấy ông xỉnh mà quê định muốn em Phụng rồi, trời đau lòng quá, em nói trời trời em dạ em mô Phật em xin lỗi anh nha, cái này em có gì á em chịu trách nhiệm, anh nghĩ tình em đi, em xin người ta chứ thiệt em Phụng gia đình muốn hoài luôn, nên như Phụng cần bảo bọc nhiều lắm, trai hay mô máy hay đánh người ta hay đánh hay chọc người ta đó, nhắc ngồi ra em nói trời em muốn ra cho người chồng em nhắc với Phụng nói em nhắc gì đó ba chua hãy thích nhắc gì đó, rồi người ta ra người ta em xin lỗi từ người luôn á,
thấy quá đau lòng, nếu mà anh Thuận tiếp tục ở trên kia mà không có người bảo bọc hả, là em cũng sẽ khổ tiếp tục nữa. Thôi về đây là chồng sớm là mẹ em là dòng họ em dài đây nhắc hết trơn, là nhìn ngó dòng khí lửa ở đây chỗ quê quan mình đó, cái vợ cũng có đi bán vé số mà từ đây nè, từ chợ Kim Tư này đó, lấy số để bán gì dài đây ngày chị năm tờ đó là để tiền em mua thuốc hoặc là em cà phê trái để dòng cho, còn không có tiền vẫn quản đi làm gì đó, có ông nhập ngồi quán cà phê gì đó, tiền thì đi bán từ đây vậy đó, năm một tờ thì thiếu hết trơn, cái số mẹ này cũng hổ hết trơn. Cũng đông đúc chứ chị, em thấy ở đây đông đúc rồi. Cầu cái tháp này làm xong rồi á, là cho thu nhập trong đó mở công ty gì đó. Tuyệt vời luôn, cứ như ở đây là đất của chị. Chị giúp đỡ gì là ok rồi, chứng nóng. Nhà cửa chị cất luôn. Chị không? Thương chị không? Thương không? Nè, thương chị nhiều không? Giống như chị lo tất rồi. Thương chị hai nhiều không? Dạ, bỏ bọc luôn. Chị tên gì? Chị Mai ha. Mai. Ảnh tên gì? Hiếu không? Dạ. Bắt luôn. Ôm. Dỗ ơi, dỗ chị dỗ coi. Dỗ chị cho ba nghe coi. Đây là thật. Nín nín đi gì đó. Ôm lại kìa. Nói xong rồi bắt đầu khóc. Là chị là chìm sâu rồi. Chị xúc động chị khóc nào. Đó thì đây. Đây chỉ một tay chị lo được chìm sâu. Đừng khóc nữa, kêu chị Hai đừng khóc nữa. Cái này giống như một người mẹ luôn chứ gì nữa. Chìm sâu quá tốt luôn, phước lắm mới nhờ chìm sâu. Thương là thương vô điều kiện luôn. Bảo bọc mà em cái kia cắt nhà cho chìm sâu, em xin ba mẹ em rồi em nói rồi con em ở đây luôn, cả em út của em Mai cũng thương chìm sâu, ba mẹ cũng thương như một đứa con. Nhiều khi ở đây lúc làm á là đâu có ấy, phải về nhà ba mẹ của em Mai ăn cơm, bữa cơm hai chồng sáng rồi ăn không á, sáng ăn hay chiều ăn để mẹ mua đồ ăn nấu với em. Nó bắt đầu từ đây về sau á, vậy là có cơm ăn, là em tự nấu rồi, để chồng em tốt quá ăn. Rồi em rất thương anh em của em có 8 chị em rồi. Dạ. Em là thứ ba trong gia đình, em có một người em gái. Dạ. Em Mai cũng chia sẻ thật là một ngày mai hết cả nhà. Dạ không hả ơi, dạ cũng không có đẹp bằng chim sâu đâu. Rủ rủ chân nổi bật da trắng mà chim sâu là nổi bật nhất, không chị chỉ là chim phụ thôi, hỏi giỡn không được nha, giỡn không không có hỏi được, không có không có không có gắn giả được tại ngứa. Đăng ký cái kênh theo dõi nha cô chú anh chị.